Rồi. Ok. Bây giờ trước tiên các bạn phải có một cái driver. Được chưa? Ok. Có sẵn ha. Tạo SQL server. Thì ở đây các bạn, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo. Các bạn không cần phải dùng câu lệnh SQL server. Tại vì môn này không phải môn dạy SQL server. Cho nên cô sẽ làm một cái demo. Ok. Các bạn tạo database. À, ví dụ như là quản lý nhân viên có rồi, bán hàng quản lý sinh viên ha. Quản lý sinh viên. Sinh viên. Cái file này biết nó lưu ở đâu không? Nó sẽ có một cái file. Nó lưu ở OC, program file. Và đường dẫn này các bạn hoàn toàn có thể đổi được. Nhưng mà cái này là đường dẫn ngầm định. Thì nếu như chẳng may các bạn để dữ liệu toàn bộ đây mà các bạn cài lại máy mà các bạn không backup nó, không lấy nó ra thì dữ liệu mất hết. Hiểu không ạ? Cho nên khi lưu trữ phải biết mình đang lưu trữ ở đâu. Thì cái nó sẽ là có hai file, một file là MDF là file dữ liệu. File thứ hai là có đuôi là LDF là file log. Hiểu không ạ? File log này nó sẽ ghi hết lại tất cả những cái giao dịch, những cái các bạn log in rồi các bạn log out rồi các bạn xử lý trên đấy, nó sẽ ghi lại hết. Và file log chính là cái cơ sở để các bạn có thể lấy lại dữ liệu nếu các bạn mà lỡ bị mất. Hiểu không ạ? Có thể recover, khôi phục nó lại. Ok. Thì nó có hai file ngầm định như vậy. Đó là file MDF và file LDF đây. File này là file có đuôi là MDF, file này có đuôi, file log này là có đuôi LDF. Cái này nó từ sinh nhưng các bạn thay đổi được. Hiểu không ạ? À, cho nên lưu ý chỗ này nhá. Ok. Đấy. Và sinh viên có rồi. Bây giờ ta sẽ vào tạo một cái bảng. Ta sẽ có hai bảng. Bảng thứ nhất là bảng quản lý lớp. Đúng không ạ? Có để là lớp, mã lớp. Ví dụ NVACHA các bạn để khoảng 10 20. Ok. Cô để not known. Và cô để cái mã này là cô để khóa chính, tên lớp NVACHA 50. Rồi có thể các bạn để cái sĩ số. Sĩ số các bạn để kiểu integer là xem cái lớp này có bao nhiêu người ban đầu. Có thể có 15, có 20 thì sĩ số hiện tại chẳng hạn, đúng không? Đấy, số lượng sinh viên. Hay ta gọi là sĩ số. Rồi có thể là có cái ngày khai giảng hoặc năm khai giảng gì đó. Ok. À, ngày khai giảng chẳng hạn. Nhưng mà thôi được rồi, cô chỉ làm từng ngày trước. Đó là bảng thứ nhất. Bảng này là lớp học. Ok. Cô sẽ tạo một cái bảng thứ hai. Đó là bảng sinh viên, chính xác. Sinh viên. Ủa? Cô vừa tạo gì? Refresh coi. Cô tạo lộn hả? Ờ. Rồi cô xóa luôn đi. Delete. Rồi. Vào table, new table cái nữa. Đấy. Mã sinh viên. Cũng NVACHA 20 đi ha. Có 10 số hả, đúng không? Kệ. Rồi cái này bỏ. Cái này not known đúng không? Tên sinh viên NVACHA 50. Rồi gì đấy hả? Giới tính. Cái này là kiểu nếu các bạn để nam nữ khác thì để NVACHA. Có biết NVACHA là gì không? N là gì? À, Unicode, để gõ Unicode. Để insert dữ liệu vào mà rằng Unicode tiếng Việt có dấu thì các bạn để gì ạ? À? N hoa đằng trước cái chuỗi. Tí nữa có sẽ làm demo các bạn. Rồi, cái gì ngày sinh đúng không? Date time, date hoặc date time. Ok, xong. Tôi lưu cái này lại. À, phải có cái mã lớp để biết anh này đang học lớp. Lớp nào đúng không? À, tôi để là mã lớp. Thì các bạn xem là cái mã lớp bên này là NVACHA 20. Thì ở đây cô cũng để NVACHA 20. Đúng rồi, 20 ký tự. Rồi, cái này là bảng sinh viên. Sau để các bạn vào, các bạn tạo cái diagram, các bạn nhìn cho dễ.
Đây các bạn refresh đó nha. Tạo cái diagram đây. That's new cái. Diagram. Nó bảo lỗi gì ạ? Oh, cái gì lỗi gì memory corrupt gì nè. Refresh lại coi. New cái. Oh. No. Attempt to read or write protect memory. Oh. Lỗi gì rồi? No no no. Not respond rồi, lỗi rồi. Rồi, stop rồi đó. SQL. Lỗi rồi. Rồi tắt rồi. Ok, bây giờ khỏi vẽ diagram đi ha. Nó bị lỗi gì á, để cô coi lại, nó lỗi bộ nhớ mà, để cô coi lại xem xử lý cái lỗi này như nào. Chưa bao giờ gặp cái lỗi này. Cái này giờ bị lỗi. Không. Tôi dạy dùng chả bao giờ lỗi. Ngủ. Rồi ngủ. Nó linh tinh. Ủa? Con đây. Mở hai cái rồi, tắt cái đi. Rồi. Thì bây giờ có quản lý sinh viên rồi ha. Có hai bảng đấy ha. Các bạn thêm dữ liệu vào về lớp học. Mã lớp UPT 13323. Tên lớp là lớp PT 13323. Ứng dụng phần mềm. À, ứng dụng phần mềm F2 đi, cô xóa chữ lớp ở đâu đi, bỏ nó đỡ dài. Đúng không? Sĩ số ví dụ như là 38 người. Vì PT 13303 cũng ứng dụng phần mềm luôn. Tôi sao có duyên với ứng dụng phần mềm dễ sợ. 39, 37. Cái này 03, vậy hai lớp vậy đi ha. Ok. Hay là PT 13311. PT 13311 à, lập trình di động. Ok. 38. Rồi. Tắt vào dữ liệu ba bảng này, con kế kia tôi nói sau, khi anh sinh viên nói sau, được chưa? Các bạn cũng thêm vậy, bây giờ cô sẽ làm cái lớp học trước. Đồng ý không? Ok. Làm cho lớp học trước. Có 3 trường. Rồi, thì ta đã xong phần database. Thì vậy cái phần mà cái giai đoạn 1 của assignment á, cô nói các bạn thì nó chính là cái phần này. Là các bạn tạo cơ sở dữ liệu, tạo các bảng và chèn dữ liệu vào hết. Tạo kết nối, kéo thả cái kết nối là được. Đúng không ạ? Vậy đó là cái thứ nhất. Đúng không? Rồi bây giờ tụi cô sẽ kết nối nè. Cái này là cô tạo project mới nha. New project Java. Bây giờ bài mấy? Bài 5. Bài 5. Đúng không ạ? Thôi bài 5 luôn đi. Finish. Ok. Đây. Có bài 5, bài 4 rồi, bài 5 đây rồi. Xong lắm bài 5 nhỉ? Ủa? Ủa? Cái bài 5 này ở đâu ta? À, bây giờ bài của ta là bài này đúng không? Rồi, quên không có điền cái Java 3 vô. Ok, vậy như này. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn luôn nè, nhìn nè. Bước 1. Nạp driver đúng không? Ok. Được chưa?
nạp driver. Vậy ta sẽ vào đây. Ta vào library nhá. Click chuột phải. Ta add ra of folder. Thế nhá. Tôi vào đến cái thư viện của cô là ý dạ. E học liệu library. Chọn cái này. Nó nằm đây rồi nè. Ok chưa? Được chưa? Thế. Rồi. À, nạp xong rồi. Bây giờ mới viết câu lệnh, mới tạo bước 2. Viết câu lệnh connection. Rồi. Thế. Bây giờ để viết câu lệnh connection thì cô sẽ tạo một cái class riêng để connection. Để làm gì? Để lần sau các bạn chỉ cần muốn connect thì các bạn chỉ cần gọi class để ra thôi. Viết một lần các bạn dùng nhiều lần. Hiểu không ạ? Đấy. Cho nên là các bạn viết riêng, đừng viết chung vào một cái file. Sau này các bạn tách nó khó. Bây giờ cô sẽ viết riêng ra. Cô sẽ tạo một cái file. Thậm chí có thể tạo một cái package để riêng, nhưng mà thôi cô tạo file đã. Java class database connection, hoặc là my connection, để tránh cô cố tình đặt như vậy, để tránh trường hợp là nó bị trùng với cái tên của class. Hiểu không ạ? Ok chưa? Thì trong này các bạn phải tạo một cái đối tượng là đối tượng connection. Hiểu không ạ? Tạo một đối tượng là connection. Ok. DB. Chưa? Cái này các bạn import vô. Nó là Java SQL connection. Được chưa? Rồi, trong này các bạn viết một cái cho cô một cái method. Và cái method này cô để là cái static. Cái static để làm gì? Để sau này các bạn gọi nó thì các bạn lấy tên trực tiếp, rồi các bạn gọi luôn. Các bạn không cần phải new object nữa. Hiểu không ạ? Đấy, đó là ý nghĩa. Các bạn để là public static. Nó trả về một cái connection. Đúng không ạ? Trả về connection. DB connect. Đây là cái method do cô tạo. DB connect này là do cô tạo. Và return. Return cái gì đó để nó khỏi lỗi. Được không ạ? Rồi. Bước 1 nè. Bước 1 là nạp driver. Đúng không ạ? Một là nạp driver. Bước 2 là tạo connection. Ok. Bây giờ ta xem nạp driver nè. Rồi, câu lệnh nạp driver nó đây. Đây. Load driver. Cái này là dành cho cái câu lệnh này à, tôi lấy cái driver khác nhá. Cái driver này nó chẳng không ok lắm. Cô lấy driver khác cho các bạn. Chờ cô 2 giây thôi. Lấy driver khác. Câu lệnh nó chuẩn đắc hơn. Ok hơn. Okay. 2 giây. Biết 2 giây chưa? Biết rồi. Gì vậy? Rồi. Cô lấy cái đoạn code này cho. Open. Đây. Lấy cái nào cũng được, demo SQL đi. Đây, SQL demo đi, lấy cái này luôn đi. Ha. Ok. Nó bảo là thiếu driver nè, phải nộp nè, phải nạp nè, thấy không? Đó, nó thiếu cái nó báo liền. Driver mà thiếu cái đang sử dụng nó mà thiếu cái nó báo phải nộp, phải nạp driver thì nó hết lỗi. Nó hết lỗi. Ok. Close. Đây. Connection database. Đây, cái câu lệnh nạp driver là câu lệnh này. Class for name. Cô nói nè,
bữa trước cô sửa fix một cái lỗi này mà cô nó tàu hỏa nhập ma luôn, bạn nó viết mà cái chữ Microsoft mình viết sai mà viết nhìn không có ra. Mình gõ cái này, bây giờ cái đoạn code này cô copy cho các bạn, mình nếu các bạn không nhớ thì các bạn copy. Còn nếu mà muốn gõ lại thì gõ cho giống. Đi kiểm lỗi quá trời luôn. Nó chỉ sai một từ thôi, nhìn không có ra luôn. Hiểu không ạ? Đây. Thứ nhất, cái này câu lệnh này nè là câu lệnh nạp driver. Hiểu không ạ? À. Đây. Nếu không nhớ được thì ghi vô, chép vô học đôi học thuộc từng dần mà cứ không cần thuộc đâu, đúng không ạ? Biết nó là cái gì là được. Câu lệnh này có nghĩa là nạp driver. Và cái này là nó bảo lỗi bởi vì chưa làm gì đấy hả? Chưa try get. Ha, ta bỏ nó trong try get nó sẽ hết lỗi. Try. Get. Để exception nha cô. Cái này inner lỗi nếu có. Print stuck trace. Thấy hết lỗi chưa? Ok. Hết lỗi chưa? Được chưa? Rồi. Câu lệnh thứ hai là tạo chuỗi connection. Đúng không ạ? Đây nè, tạo chuỗi connection. Cái chuỗi nha. Connection. Đó, câu lệnh tạo chuỗi connection nó cũng phải có quy tắc, phải viết đúng. Đây. Cô giải thích nào. GDBC, SQL Server, quy tắc phải viết nha. Còn cái này localhost. Localhost nó là cái gì? Nghe. Một số máy sẽ không để là localhost đâu. Lý do như sau. Các bạn vào đây các bạn nhìn thử. Các bạn thử vào connect một cái. Các bạn nhìn thử nào. Nhìn vào cái server name. Nếu là cái server name các bạn, nếu là các bạn khi tạo nó chỉ có một cái này thôi thì nó sẽ thường nhá, nó trùng với localhost. Hiểu không? Nhưng vô tình một số bạn cài không phải một cái engine mà có thể cài nhiều cái. Các bạn mở ra các bạn thấy cái này có 2 cái 3 cái lận thì không dùng localhost được đâu. Tại vì cái các bạn đang dùng chưa chắc đã phải localhost. Hiểu không? Vậy để các bạn chắc chắn là các bạn connect được thì các bạn làm ơn các bạn vào đây. Các bạn copy cái anh này. Hiểu không ạ? Copy một cái hiện tại các bạn đang connect á. Nó dài, nó ngắn cỡ nào tôi không quan tâm, chỉ việc copy cái dòng này thôi. Ctrl C để vào đây. Hiểu không ạ? Ví dụ như cái máy cô cài có một cái thì nó là trùng với localhost. Nhưng máy các bạn có thể cài nhiều chưa chắc đã phải localhost. Hiểu không ạ? Thì tốt nhất là nên gì đấy? Copy cái server name ở đây. Đúng không ạ? Con cổng sẽ là cổng 1433 là cổng ngầm định. Nếu bà các bạn không sửa gì trong đấy có thể nó vẫn là 1433. Nhưng một số bạn bị sửa có thể bị lỗi chỗ này thì ta xem tùy từng máy để ta fix lỗi. Hiểu không ạ? Không thể nói được là lỗi gì nếu các bạn chưa nhìn thấy cái máy các bạn chạy nó bảo lỗi như thế nào. Được chưa? Đây là cổng 1433 ngầm định nhé. Một số bạn bị cái lỗi là chưa enable nó lên. Hiểu không ạ? Nó đang disable thì các bạn làm ơn đi enable. Thì để sửa cái code mà liên quan đến cổng 1433 thì các bạn vào đây. SQL Server Management. Không ra hả? Cái cục màu đỏ đỏ á. Có cái đỏ lên trước hả? Configuration. Cô có mà nó bị ẩn đó. Configuration Management. À, cái này cô nó bị ẩn rồi. Address Server Configuration Management. Configuration Manager 20. Rồi nó bị ẩn rồi. Thì các bạn sửa trong, các bạn vào, các bạn sửa trong cái configuration
chỗ này nó không có sâu ra đây rồi. Thì nó sẽ có cái cục màu đỏ 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 đỏ, hiểu không ạ? Sâu ra. Các bạn mở máy các bạn đang có máy cũng có đợt cai nó bị ẩn đi, kiếm không có ra. Thì sửa đấy. Ok. Tiếp nào. Tiếp nha. Cái này là database name. Database name của cô là gì đấy ạ? Quản lý sinh viên. Quản lý sinh viên. Username là cô đang để SA và password 123. Các bạn vào đây các bạn sẽ nhìn thấy SA và password ở đây. 123. Còn bạn nào không nhớ password của mình á thì reset lại cái password SA đi. Biết cách reset lại password không? Rồi. Để reset password lại các bạn vào security, vào login, vào SA click đúp vào. Ok. Sửa lại cho cô là 1 2 3 hoặc cái gì đó tùy các bạn được không? Rồi, check lại status cái xem nó đã enable hết chưa. Ok. Enable hết rồi là ok. Được chưa? Ok. Đó là cách các bạn set lại cái password của SA nếu bạn không nhớ. Và đây chính là cái username và password mà các bạn login vào SQL Server. Xong chưa? Tạo string rồi, bây giờ mới đến gì đấy hả? ConnectDB. Đúng không? Đó. Vậy cô sẽ tạo một cái connection. Đây nè. Cô đưa vào đây. Đấy, ví dụ cái này là cô để là connection. Đúng không? Cô mới return cái connection này. Và connection này đầu tiên chứ có gì thì cô để nó là null. Và cô sẽ gán nó connection bằng, đúng không ạ? Bằng cái gì ạ? Đâu? Bằng cái gì ạ? Connection bằng driver manager.get connection. Đúng không? Driver manager. Driver. Nó không nhảy ra. Cô viết nhầm. Driver manager chấm get connection. Đưa cái chuỗi connection URL vào. Ok, và return. Được chưa? Vậy cái đoạn code này là đoạn code gì ạ? Xong chưa? Xong rồi. Đã connect rồi. Được chưa? Xong cái này, bây giờ để test thử connect. Người ta có thể test ở một class khác hoặc class này. Test một class khác cũng được. Ta thử connect xem nó đã connect chưa. Đúng không ạ? Để chạy nó. Rồi. Thì viết xong connect này rồi thì cô sẽ làm một cái demo. Nghĩa là bây giờ cô sẽ đổ dữ liệu ra từ database lên table chẳng hạn. Có hiểu không? Đúng không ạ? Vậy ở đây ta vừa có gì? Nạp driver, tạo chuỗi và connect. Nạp driver, viết câu lệnh connect và bước 3 là connect đúng không? Bước 3 là connect DB. Rồi, bây giờ cô sẽ viết một cái đoạn code là cô sẽ tạo cái một là tạo form. Trong form này cô chỉ để cái table thôi. Đúng không ạ? Cái bước thứ hai là cô sẽ viết câu lệnh statement. Tạo statement. Statement. Bước 3 là cô sẽ tạo reason. Set. Đúng không ạ? Bước 4 là cô sẽ mới load lên table. Vậy dữ liệu của ta sẽ là đầu tiên như này. Các bạn để load lên table các bạn làm cái thao tác gì ạ? Có cái một cái array. Cái array list đúng không? Nhớ cách làm này không? Làm lại từ đầu. Mệt quá. New cái form. Bây giờ cô sẽ làm như này nè. Cô sẽ new một cái form. Lấy cái này luôn hả? Ok. Đó, cái này là form lớp học đúng không? Lớp học list. Lớp học form đi. Rồi.
Trong form này cô sẽ tạm thời cô để mỗi cái table thôi. Table đây. Các bạn để ý nhá. Trong form này cô tạm thời cô tạm thời cô để cái table thôi, cô đặt tên table. Table lớp học. Rồi các bạn nhìn nè. Để đổ dữ liệu lên cái table này, cô phải có dữ liệu đã. Các bạn lưu ý trong table nó chỉ nhận hai loại dữ liệu thôi. Hai loại tập hợp là loại gì? Nghĩa là table là danh sách nhiều đúng không? Nó là hàng và cột, đúng không ạ? Ok. Vậy nó nhận cái gì? Đố các bạn biết. Thứ nhất là nó nhận mảng. Đồng ý không? Thứ hai nó chỉ nhận vector thôi. Tập hợp, mà kiểu tập hợp này là kiểu vector, collection á. Còn array list nó không có nhận. Hiểu không? Có hiểu ý không ạ? Riêng array list nó không có nhận. Nhưng tại sao dữ liệu các bạn có thể để array list? Tại vì khi các bạn để array list xuống table, các bạn phải ép kiểu nó thành thành mảng. Hiểu không? Ok. Từ array list các bạn phải ép kiểu thành thành mảng. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ làm là demo từ array list để các bạn coi. Nếu các bạn có thể làm trực tiếp từ vector hoặc làm trực tiếp từ mảng, nó chỉ nhận có hai loại collection tập hợp vậy thôi. Một là mảng thì không phải là collection rồi, mảng, đúng không ạ? Hai là collection nó chỉ nhận cái vector thôi, những kiểu khác nó không nhận. Hiểu không ạ? Set hay tree set hay là bất cứ cái gì nó không nhận, nó chỉ nhận mỗi cái vector thôi. Đó là đặc điểm của table. Ok? Phải hiểu cái điều đó để xử lý. Bởi vậy, nếu các bạn làm array list thì bắt buộc các bạn phải ép kiểu thành mảng. Bây giờ cô sẽ tạo một array list nha. Các bạn nhìn nào. À, cô sẽ tạo một cái array list lớp học. Nhắc đến array list thì lại có một cái lỗi. Để nói để các bạn tránh nha. Lần trước có một bạn gõ array list chữ L, các bạn viết thường. Đúng không? Sau khi viết thường xong ở đây nó hiển thị bóng đèn thấy không? Hiển thị bóng đèn thì nếu viết đúng á, thì bóng đèn này nó sẽ hiển thị lên đề nghị các bạn import. Nhưng nếu viết sai thì nó sẽ hiển thị cái gì đấy ạ? Tạo. Thế là anh click luôn. Click thì tạo đâu có lỗi nữa đâu. Tạo là hết lỗi. Xong đến khi tạo đến cái method cũng lỗi. Lại click chuột, lại tạo thêm method. Thế bắt đầu cô đi kiếm lỗi. Cô kiếm muốn chết luôn. Mà chữ click đâu có dễ nhận các bạn. Chữ L với thường với viết hoa nó khó nhận ra lắm. Tôi phải tìm một lúc lâu tôi mới biết được nguyên nhân của anh ta viết sai. Cực kỳ sai lầm, hiểu không ạ? Các bạn cứ click vào bóng đèn mà các bạn không biết các bạn đang click cái gì. Đúng không? Đấy, array list cái này thì ok. Rồi, list gán bằng new array list. Ok. Rồi. Bây giờ cô đang làm cho lớp học thì về nguyên tắc ta phải làm gì? Chỗ này ta để cái gì đấy? Lớp học nó có chưa? Có chưa? Chưa có, bây giờ phải tạo cái gì? Class gì ạ? À? Trong đấy gồm những cái gì ạ? À? Có ba cột, ba trường thôi. Và một cái constructor thôi. Một hai constructor thôi đúng không? À, cái lớp đấy ta được gọi Thánh Hoàng. Cái lớp đấy ta được gọi là lớp cơ sở. Hay sau này các bạn có thể gọi nó là model. Được không ạ? Hay gọi là thực thể, entity. Ok, tạo lớp học. Cái này chưa có đúng không? Chưa có thì tôi sẽ tạo một class là lớp học. Lớp học. Ok. Trong lớp học này nó đặc điểm nó chỉ có 3 cái trường thôi. Và 3 trường này thì các bạn xem nè. Ở trong database có bao nhiêu cột thì ở đấy các bạn có bấy nhiêu thuộc tính đúng không? Ở đây có mã, tên và sĩ số. Hai cái này là chuỗi và cái này là kiểu số. Ok. String, mã, string, tên và integer sĩ số thì không thể float được nha.
Bởi vì không thể 1,5 người được, đúng không? Sĩ số phải kiểu in. Không thể nào 1,5 hay 2,5 người, đúng không? À, phải tròn số. Rồi. Sau đấy các bạn chỉ cần tạo có một cái contractor nữa. À, có thể viết bằng tay hoặc là click chuột phải. À, insert code. Chỗ này là contractor. Contractor select all generate. Xong chưa? Quả nhanh quá, nguy hiểm. Thấy chưa? Nhắc đến contractor, nhắc lại nữa nào. Đây, nhắc đến contractor nào. Trong một cái class nào, trật tự, trong một class nó sẽ luôn luôn phải có contractor. Contractor là hàm dựng, đúng không? Lần trước nói rồi. Dùng để làm gì ạ? Dùng để tạo các object. Thì bình thường nếu không có contractor này nha, bỏ nè. Bình thường nếu không có contractor này thì nó sẽ ngầm định một contractor không đối số, hiểu không? Nhưng nếu mà các bạn khai báo này thì contractor không đối số nó mất gì? Mất luôn rồi. Và ta chỉ dùng được một contractor duy nhất là contractor này thôi. Ok? Được chưa? Vậy muốn dùng contractor không đối số thì ta phải gì đấy ạ? Khai báo tường minh vào. Nghĩa là ta phải gõ ha, public. Gõ luôn đi, public lớp học. Đó. Ok. Phải khai báo tường minh. Cái này được gọi là khai báo tường minh. Được chưa? Còn nếu không dùng thì bỏ. Ta phải xem là contractor ta cần dùng cái nào, có đối số hay không. Người đó có đối số muốn dùng cái nào, hiểu không ạ? Vậy thôi. Ok. Ăn thua là như thế. Được không? Rồi, còn nhiều cái nữa mà thôi. Bây giờ không đi tập trung vào cái này, ta tập trung vào cái kia. Tôi chỉ nói sơ để các bạn hiểu thế nào là contractor. Và tôi đã vừa tạo lớp học xong thì bên này cũng hết lỗi, thấy không? Nó sử dụng được cái class lớp học, được chưa? Rồi, bây giờ nè, cái này, cái clip này chưa có dữ liệu. Tôi, cô đang dùng tạm, khai báo tạm để đổ dữ liệu lên, được chưa? Ok. Bây giờ cô sẽ khai báo tạm như thế này. Clip.add new lớp học. Có 3 contractor đúng không? Tôi sẽ truyền 3 contractor mã. Ví dụ như là PT11111. Cái này demo thôi nha. Cái này không phải là rồi à, lớp PT11111 gì đó 38. Cô được một dòng đúng không? Bây giờ cô làm 2 dòng thôi. Add tiếp new lớp học. Cái này là 22222, đúng không? Cái này làm tạm thôi. 22222. Cái này là 30225. Ok, 2 dòng thôi. Bây giờ cô sẽ đổ 2 cái dòng này lên table, được không? Đúng không ạ? Cô sẽ đổ 2 dòng này lên table. Bây giờ để đổ 2 dòng lên table nè, cái list này lên table nè, thì cô viết một cái hàm gọi là load. Load dữ liệu lên table, đúng không? Fill data to table. Public void fill data to table. Viết dài quá. Chưa? Fill dữ liệu lên table, được chưa? Rồi, bây giờ nhìn nào. Để fill dữ liệu lên table thì một là các bạn phải có cột, đúng không? Hoặc là cột sẽ được fix ở ngoài. Phải có cột, column. Cái thứ hai đó phải có dữ liệu, đúng không? Ok. Bây giờ một là các bạn sẽ tạo một mảng tất cả các cột. Tôi sẽ tạo như sau. Mảng tất cả các cột. Array à, string. String mảng column có chữ S đúng không? Bằng đúng không? Thứ nhất đó là cột gì ạ? Mã lớp.
Cô thứ hai là gì? Tên lớp. Cô thứ ba là sĩ số. Được chưa? Và cái mảng này nè chính là mảng ba cột, được không? Rồi, cái thứ hai, các bạn phải có phải tạo cái mô đồ default mô đồ của thầy thầy bồ. Cô nhớ không? Nhớ được chứ liền. Nhớ không? Rồi bây giờ nè, table default table nó là gì ta? Model table default model table gì ạ? Table default hay là model table không có, quên rồi. Cô coi lại chắc anh đâu rồi, view đây, table main form có không? À, table của tôi đâu rồi? Ấy, ủa đây, ủa đây là tab bên mà, SQL demo đâu rồi, từ main, ủa sao cái này cô không, cái này là split pen rồi, hover intro đây là tab pen, ủa bực nha cô để ra ba bài mấy? Bài 5 đúng không? Bài 5. Đây. Cái bài này cô lại làm kiểu khác. Cái bài này, cái app blockchain, cái bài này cô lại làm kiểu khác. À, cái bài này cô lại làm kiểu khác các bạn ạ. Mỗi bài làm một kiểu. Cái này cô lại làm một kiểu khác. Nhưng mà thôi được rồi, là cái mô đồ trước, default table mô đồ. Cô giữ lại cái này thôi. Keep silent please. Keep silent please. Default model table model. Ok, model table model gắn bằng table lớp học chấm get model. Ok, và ép kiểu nó thành cái này đúng không? Hết lỗi chưa? Ok, được chưa? Alo, nhà tiếng rồi là nhà. Rồi bây giờ cái này cô tạo mô đồ rồi, các bạn nhìn nào, từ mô đồ này cô sẽ đổ column lên và đổ data lên, có hiểu không ạ? Đấy, từ mô đồ này ta sẽ đổ column và đổ data. Đấy thì column đây, đây column thì ta sẽ có là table mô đồ, các bạn set column identifier đưa column vào, đúng không ạ? Ok, nghĩa là set column identifier. Vậy tôi sẽ đổ này,
table model chấm set column identifier. Các bạn nhìn nè, constructor nó chỉ có object hoặc là vector, thấy không? Vậy object khi nãy ta có mảng rồi đúng không, mảng string rồi đúng không, đưa vô được. Nhưng nếu ở để ở relist là sai, hiểu không ạ? Nó không ép được vào đâu. Vậy chỗ này ta để là column là ok, không có lỗi, được không ạ? Rồi bây giờ đến cái phần set data. Thì set data thì ta có gì đây ạ? Data của ta thì lại là ArrayList. Thành ra là cô sẽ duyệt cái ArrayList, duyệt từng dòng ArrayList, và đến mỗi dòng tôi ép kiểu và tôi đổ vào, tôi add row vào, hiểu không ạ? Rồi vậy ta sẽ dùng vòng lặp for int y gắn bằng 0 y nhỏ hơn list chấm chấm gì? Sai, không phải len, len là màng nha. Y cộng cộng, dùng vòng lặp để tôi duyệt cái list, đúng không? Ok. Thì tôi ép kiểu luôn nè. Tôi lấy cái table model, xong tôi mới add row, thấy không? Mà cái này đúng là màng đúng không ạ? Ok, tôi sẽ ép kiểu sang màng, các bạn coi nha. Rồi, bây giờ chưa có màng, bây giờ tôi sẽ ép kiểu sang màng nè. Thì mỗi cái list này nè, tôi sẽ ép kiểu sang màng, tức là new object màng a móc nhọn. Cô nói là tại sao lại là object? Bởi vì sao? Dữ liệu các bạn khi thì chuỗi, khi thì số. Tôi không thể để lấy là string giống ở trên được. Ở trên là cô đang để là string đúng không? Tại vì cái này là chuỗi hết. Nhưng ở trong cái này nó vừa là chuỗi vừa là số, thì chỗ này cô cũng không thể để string, cũng không để in được. Bởi vì là đá mảng nó phải là cùng kiểu, đúng không ạ? Bởi vậy chỉ có một kiểu chung chung nhất mà tất cả các kiểu đều apply được, đó là kiểu object. Class object là một cái class mà tổng quát, nó là cha của mọi class, có hiểu không ạ? Là nó. Vậy ở đây tôi sẽ truyền vào nè. Phân tử thứ nhất tôi sẽ lấy là cái list chấm get y, đúng không? Get tại vị trí rồi chấm cái gì ạ? Chấm tên mã. Rồi đó là phần tử thứ nhất. Phần tử thứ hai, là gì ạ? List chấm get y chấm tên. Và cuối cùng là gì ạ? List chấm get y chấm sĩ số. Thực chưa? Ok, đồng ý không? Đồng ý không? Nó đó. Cái này là cái phần ép kiểu nè. Xong chưa? Đó. Ok, tôi add row vào một cái next next add row xong. Đúng không ạ? Hết rồi. Đó. Bây giờ ta thử chạy cái field to table nhé. Đây, xem nó ra đúng không nha. List xong cô mới gọi field to table ở đây được không? Rồi chạy thử nha. Click chuột phải. Run. Run file. Ra chưa? Ấy. Sao cái này có trống trống? Cô đúng là mã lớp tên lớp sinh số không? Ờ nhưng mà hai cái này anh chị ta. Hả? Đâu? À rồi rồi, ta thêm một cái dòng gì nữa hả? Thêm một dòng là table model chấm. Cái dòng đầu tiên là dòng set column cao. Bằng 0 nhé. Không phải, lỗi, từ từ, lỗi một cái dòng mà set lúc đầu tiên á, set cái gì ạ?
xét no xét cái xét cái gì ta tự nhiên quên đây tôi làm mấy cái mà làm xong bình quên à đâu rồi bài table là ta thường bài demo bài mấy nhỉ circle bài mấy nhỉ bài mấy là Java 2 bài mấy là ta demo table nhỉ assignment đi ờ không biết student không có gì mainframe đây ta xét cái gì ta load to form nè fill to table nè xét row cao bằng không đúng không lớp học à quên xét column cao sorry không có tinh nghĩ chỗ này nha chạy rau cao column cao thì nó mất tiêu hết là đúng rồi được chưa xét rau cao bằng không thì nó sẽ trả về các bạn được chưa vậy đổ lên dữ liệu là bị dữ liệu lên bảng biết chưa ok bây giờ tôi chỉ có làm một nhiệm vụ duy nhất thôi lấy dữ liệu từ database đổ vào array là xong đúng không các bạn công nhận không bây giờ là tôi đã có làm cái thao tác là đổ từ array list lên bảng đổ rồi đúng không và dữ liệu hiện tại là dữ liệu cô đang fix thì bây giờ cô chỉ làm một cái nhiệm vụ duy nhất là cô sẽ đổ dữ liệu từ database xuống đâu ạ list thôi miễn là tôi trả về một array list là được đúng không hiểu không understand được rồi ok bây giờ ta sẽ làm như sau ta viết một cái method get data đúng không sau này cái method này nè các bạn sẽ tách thành một cái file riêng nhé không để chung vào đây file mà connect với database hoặc là làm việc với cơ sở dữ liệu các bạn tách không để lên này được chưa tại vì để sao hả rối được không ta viết một cái hàm get on db ha cho để phân biệt cái kia ha rồi đầu tiên cô phải tạo một connection đúng không ạ connection db bằng cô sẽ lấy bên kia connect rồi cô sẽ lấy luôn bên kia cô sẽ lấy gì đấy ạ db my connection chấm db đấy là xong đã là connect rồi đó bởi vì sao bởi vì là cái my connection này là cái lớp mà trong đó cô chứa cái lớp cái phương thức này là static thì cô hoàn toàn có thể lấy tên của class chấm trực tiếp phương thức luôn đồng ý không ạ và cô sẽ gán lại connection này rồi cô đã tạo xong connection. Bước tiếp theo là cô tạo statement. Ha. Đây. Cô tạo statement thì các bạn viết là statement, viết câu lệnh SQL trước. String. Từ từ các bạn. Dạ không nghe gì hết trơn á, buồn quá à. Select start from cái gì ạ? Lớp học. Ok. Rồi. Sau đấy. À cái này chưa có điều kiện, có điều kiện các bạn thêm where vào bình thường. Ha. Cái này là gì? Là statement. Statement. Gán bằng connection à quên xin lỗi db chấm create statement đúng không ạ cô vừa tạo và cái này nó bắt buộc phải để đâu trái
jacket. Các bạn thấy lỗi lỗi này nè. À, hoặc là chưa có đồ số. Nó bảo là cái này thiếu cái jacket, con ném lỗi đây không, hay là con để jacket hay không. Thì tốt nhất là các bạn để trong jacket. Trái cat exception x x chấm print tag chay. Print tag chay này để các bạn biết là nếu mà lỗi nó sẽ in ra cái dòng thông báo lỗi. Ok, tap vào nhé. Đó xong, bây giờ các bạn tạo cái reason set. Reason reason set đúng không? Reason set set đúng không? Thì các bạn để là RS gắn bằng statement chấm sql query truyền sql vào, và RS này là có được một tập kết quả, và tôi sẽ phải dùng cái vòng lặp, hiểu không ạ? Để tôi duyệt kết quả. Why? Trong khi cái RS này còn mover next, ok, còn next được, thì tôi sẽ làm như sau. Tôi lấy từng trường một, tôi lấy cái mã string mã, tôi sẽ gán bằng rs.getString. Column có thể đánh số, đánh chữ. Và cái này cô để là gì ạ? À, rồi ok, kệ nó đi. Cô để tí nữa cô sẽ nói sau. Mã lớp. À, rồi, string tên. Cô sẽ gắn bằng rs.getString tên lớp. Và cái kia thì đương nhiên là gì ạ? Int, chính xác. Sì số gắn bằng rs.get integer. Cái này là gì đấy ạ? Sì số. Ok, xong rồi. Cô lấy với mỗi dòng cô sẽ lấy được ba trường đúng không? Nghĩa là dòng thứ nhất cô sẽ lấy được ba đồng chí. Đây, dòng thứ nhất, với dòng thứ nhất cô sẽ lấy được 3 đồng chí này. Nhưng mà 3 đồng chí này cô muốn add for list thì cô phải tạo cái, đưa nó vào cái object đúng không? Vì sao? Vì tôi muốn add for list thì tôi phải đưa vào object như này. Đồng ý không? Rồi các bạn nhìn nè, tôi sẽ add list cho mẹ, tôi copy nguyên, các bạn nhìn nè. Ctrl C, Ctrl V. Và ở đây tôi thay mấy cái này bằng gì đấy? Mã tên và sĩ số, đúng không? Thay vì ba cái này các bạn gán trực tiếp các hàng số, thì bây giờ ba cái này các bạn lấy từ đây tới bay xuống các bạn gán vô, được không? Được. Ok, vậy sau mấy lần như này thì cái list này có dữ liệu chưa? Có rầu. Có rầu thì bây giờ nè, các bạn gọi nó ở tại vị trí các bạn add list này được không? Được. Thay vì ba cái dòng này, đây nhìn nha, thay vì ba dòng, hai dòng này tôi để cái get DTB đấy, hai chấm phẩy đấy, get dữ liệu trước với fill nha, get on DB vào đây. À, tuy nhiên làm xong rồi thì nên đóng cái gì ạ? À? Đóng connection lại cho cô. Đồng ý không? RStatement.close đóng nó lại. Rồi connection DB A.close đóng nó lại. Connection đóng nó lại cho cô. Được không ạ? Ok, bây giờ chạy thử nha. Click chuột phải, run file.
không có lỗi mày ghê. Lấy dữ liệu ra chưa? Chuẩn chưa? Ừ. Không có lỗi, chỉ nằm trong demo thôi. Demo đôi khi cũng xảy ra lỗi đấy. Thấy chưa? Ok chưa? Đã hiểu cái cách để các bạn lấy dữ liệu ra chưa? Vậy cô nói lại nè. Cô sẽ làm tiếp với các bạn cái demo về thêm sửa xóa sau. Nhưng trước tiên là các bạn phải lấy dữ liệu từ database ra đã. Bước 1, các bạn phải connect database. Và cái connect database này các bạn viết riêng ra một chỗ. Nghĩa là các bạn viết riêng ra đây. Đoạn code này nó trả về connection, thấy không? Ok. Nghĩa là các bạn vừa connection rồi, connect rồi, connect DB rồi. Sau khi connect xong, các bạn muốn lấy dữ liệu ra, các bạn phải tạo cái statement, đúng không ạ? Câu lệnh truy vấn này là câu lệnh tùy tình huống, có thể có where hoặc không where tùy ha. Cái này cô đang load hết, lấy cô lấy câu lệnh truy vấn. Tạo statement xong các bạn mới tạo cái reason, reason set, đúng không ạ? Reason set này execute câu lệnh gì á? Query. Sau khi các bạn tạo được reason set rồi, nó sẽ là tạo một cái tập hợp. Các bạn đổ dữ liệu vào cái list thôi, đúng không? Từ list này các bạn mới fill dữ liệu to table, thấy không ạ? Vậy tóm lại như thế này nè. Đầu tiên các bạn phải làm được cái cô để đổ dữ liệu lên table. Dữ liệu này các bạn có thể lấy từ hằng số, từ các bạn có sẵn, đúng không? Giống như cô demo từng bước vậy. Sau đấy các bạn connect database, đổ từ database xuống cái array list đó. Và từ array list các bạn, cái bước mà bước đổ lên bảng thì biết rồi, hiểu không ạ? Vậy các bạn phải làm rất là gọn gàng. Vậy mục nào ra mục đấy nha, lưu ý cho cô nè. Mục nào nó sẽ ra mục đấy. Nghĩa là cái bước mà đổ lên dữ liệu lên table là hoàn toàn độc lập. Các bạn chỉ biết là dữ liệu sẽ được lấy từ cái một cái danh sách nào đó. Và bước đổ dữ liệu từ database xuống danh sách đấy cũng hoàn toàn độc lập. Hiểu không ạ? Đấy. Và các bạn có thể tách hai cái hàm và đổ cái hàm lên thôi. Được chưa? Thế đó là toàn bộ những cái